Thánh giáo Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Chân lý là gì khác hơn những sự kiện thông thường của thế gian? Nó là một lẽ cố định từ vô thủy đến vô chung, không bắt đầu nơi đâu và cũng không kết thúc ở đâu, yếu mềm mà rắn chắc, không thấy mà còn hoài. Một nguyên lý tuyệt đối của đạo được mệnh danh là chân lý hay lẽ thật vì nó không thay đổi, không tiêu tàn. Nói như vậy, chân lý không phải là một lẽ tuyệt đối cao vút tận trời xanh hay xa xăm nơi non cao rừng thẳm, mà nó luôn bàn bạc ở khắp nơi, từ vật tí ti đến vật to lớn khôn chừng. Cho nên, chư hiền sĩ, hiền muội đang mang một sứ mạng giáo dân di thiện để trở về với chân lý, với đạo, cho chính bản ngã phàm thân của chư hiền không phải là chân lý đâu. Xuống trần gian mượn tấm thân giả tạm này, mượn những cái tương đối để trở về với tuyệt đối, ấy là một việc không lấy chi làm lạ đó chư hiền. Thánh giáo Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có chữ tâm đang thiết tha vì đại cuộc, thương giống, yêu dòng, quy hợp những tinh anh kết thành một khối, xây dựng gian sang cho giống dòng hồng lạc. Cũng có chữ tâm nặng hoàn vì đạo nghĩa, dốc đem hết sự nghiệp, thân thế đời mình phụng sự cho lý tưởng cao cả. Cũng có chữ tâm cũng thương, cũng mến, cũng gây dựng, nhưng không phải vì đại cuộc, đại nghĩa, mà vì màu sắc địa phương, phái chi Nam Bắc, đen trắng, xám vàng. Cũng có chữ tâm cũng biết thương yêu, chăm sóc, lo lắng, bảo vệ, nhưng trong phạm vi nhỏ hẹp, đó là đời tư, gia thê, tôn tử. Cũng có chữ tâm cũng biết thương yêu, dung quán, chăm sóc, nhưng trong phạm vi nhỏ hẹp hơn nữa, đó chính là bản thân mình, vị kỷ, dông tha. Cũng có chữ tâm, nhưng tâm lại vô định, không chủ hướng, không mục đích, không đường lối, cũng không biết hướng đời mình đi về đâu. Thánh giáo Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mắt nhìn, từ trong cái nhìn ấy đã định nhiều ý nghĩa. Một cái nhìn với lòng bác ái, thương hại kẻ cô đơn khổ sở, động mối từ tâm, rủ lòng trắc ẩn đến giọt lệ nhỏ rơi. Cũng một cái nhìn với ý nghĩa đố kỵ, ghen hờn, xuyên tạc. Cũng một cái nhìn với ý nghĩa khiêu khích, hận thù, tức giận, vân vân. Một lời nói có thể xoa dịu nỗi khổ đau của người bạc số, hoặc trong cảnh khốn cùng rủi ro hoạn nạn. Một lời nói sẽ an ủi cứu mạng người trước khi tự sát. Một lời nói khích lệ người vào đường tu hành công quả giúp đời. Một lời nói làm cho người nên danh thành sự nghiệp. Một lời nói làm cho những kẻ xa lạ chưa từng biết nhau trở nên người tình thân bạn tốt. Cũng thời một lời nói làm cho người với người rẽ chia thù hận tàn sát lẫn nhau. Cũng thời một lời nói làm cho nhiều người dân gia, bại sản, chết chóc, đau thương. Thánh giáo Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Bắc Đông Tây cũng một trời, hải hà chảy khắp một nguồn thôi. Quan sang tuy cách, được lòng đừng cách, âm điệu dầu lơi dạ chẳng lơi, như tại thiên cơ vô sở đắc, lai do nhân sự bất tùy thời, giáng cơ chứng chiếu lòng thành nguyện, đàn nội ban ơn để mấy lời. Những người giác ngộ chính là những sứ giả hòa bình của Thượng Đế cho xuống thế gian, ở cùng nơi khắp chốn trong các giai tầng xã hội thế nhân, các tôn giáo, để mưu cuộc hòa bình cho thế giới nhân loại. Ngọn đèn dầu nhỏ đến đâu cũng đem ánh sáng đến cho đêm tối. Từ đạo tâm cá nhân đến đạo tâm đại đồng sẽ chuyển được thế cuộc hưng tàn trở nên thánh thiện.
Nhân tâm cũng chính là thiên tâm, là tâm của vạn vật vũ trụ. Thế nên, người lãnh đạo đắc nhân tâm, tức là đắc đạo vậy. Thánh giáo Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì giải là cởi mở nghiệp căn qua, giải ấy chùi lao sạch mỹ ta, giải nở hồng trần bằng tích cực, giải dây tục lụy với sông pha, giải mê tư tưởng trong thinh sắc, giải chấp tâm tình ở kỷ tha, giải khổ nhờ tu tu chánh đạo, giải rồi thì sẽ thoát trần la. Thoát là tránh khỏi có gì đâu, thoát được phiền ba thấy nhiệm màu, thoát qua rằng không nhân sự phế, thoát điều phi đạo mới tròn câu. Thánh giáo Đức Quan Thế Âm Bồ Tát: Quán pháp phù đồ giảng khổ tân, thế gian dục sức tạo trì thân, âm thanh diễn vọng vô tha xứ, Bồ Tát hiển tiền độ chúng dân. Ý thức hệ đã ràng buộc con người với con người trong thế giới hiện hữu. Dầu muốn hay không muốn, thì hai phương diện trong một con người: lìa vật không có tâm, bỏ tâm không có vật, tâm vật vẫn song hành. Thế nên sứ mạng Đại Thừa là thực tiễn cứu cánh vạn khổ chúng sanh, hòa mình trong xã hội nhân loại. Thể dụng ứng biến, hình danh công cụ, tâm vật bình hạnh, tất cả đều hoàn hảo trong một cuộc sống ung dung, tự do, tự tại. Chư hiền sĩ hiền mũi ơi, nhìn xem khổ hải vạn trùng ba, phàm tục đua chen chốn ái hà, bởi mất chân tâm không thấy tánh, lạc dòng danh sắc khó đành.